của Clan Happy Dream gồm các thành viên như sau, đó chính là Ô Tô Phân, HC Tùng, Tiểu Linh cũng như là Dũng Henry sẽ cùng nhau gọi là trải nghiệm một cái khẩu súng đó chính là Demon AK-47 trong chế độ đấu tranh. Và ngày hôm nay thì nguyên team của Happy Dream sẽ cầm cái khẩu súng Demon AK-47 này để đi đấu tranh anh em nhé. Còn map đầu tiên sẽ là map bóng đêm này, một cái map mình rất thích. Ôi trời ơi, vâng, như vậy là một tình huống đục tường thành công. Ok, đã đục được tường rồi lại còn quá ngay hết suốt anh em ạ. Thật không thể tin được. Nào, úi trời, nhảy đi đâu. Vâng, ngon. Chạy. Holy shit. Nào, lao, rồi tôi biết ngay là thanh niên rồng là thanh niên đấy sẽ lao ra rồi. Nhưng mà rất tiếc là đã ít mà máu thì không còn nữa rồi, không còn nhiều nữa rồi, nên là không thể làm được gì hơn. Vâng, cái gì đấy, cái gì đây ạ? Vâng, lại là một tình huống chổng mông vào trong lòng súng của tà xe. Và những cái thanh niên mà chổng mông thì anh em biết được là kết thúc rồi. Ôi vâng, đau đầu quá. Một tình huống phải nói là rất điếc. Ôi đậu xanh đâu má, lại bị ăn hết shot rồi. Đem thêm biết nữa. Vâng, như vậy là tỷ số được giãn cách rồi, 13. Vâng, như vậy là nó không giãn cách được lâu cho lắm. Vâng, tuyệt vời. Được lên TV không? Anh em cứ gặp cho tôi là toàn hỏi là lên TV là như thế nào nhỉ? Lên TV. Ai. Thôi rồi, tôi biết ngay mà, tôi nhìn cái chấm da cam là tôi biết là số phận của mình sẽ được định đoạt mà. Vâng, bây giờ chúng ta được nhìn thấy là thanh niên Dũng Henry đây. Vâng, nguyên team cầm Demon luôn. Đây, một khẩu súng mới được update. Và sở hữu khẩu súng này vô cùng dễ. Anh em chỉ cần nạp 10.000 vào trong game rồi là sẽ được trải nghiệm khẩu súng này free rồi. Rồi, vừa đang liên truyền lại có một tình huống vỡ mồm với khẩu súng Dark Knight. Ui giời ơi, như vậy là team mình đang có dấu hiệu thua rồi. Vâng, vừa nói xong thì lại có một tình huống săn bằng tỷ số và gọi là tạo lên sự cách biệt đối với team của bên Liên Minh. Ok. Nào. Vẫn chưa thấy ai anh em ạ. Đây rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Nào, nhảy ra vậy. Làm cái gì vâng? Biêu đầu luôn. Á đủ. Vâng, như vậy là chỉ ăn được một mạng thôi. Lại phải lên bảng điểm số ngay. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Ui giời ơi, nhức lão quá. Tuyệt vời. Đó, thanh niên Dũng này là thanh niên nghe tiếng rất là tốt luôn. Thanh niên rất thính. Ui trời ơi, lùi đi đâu, vâng. Lùi đi đâu nữa bây giờ. Thôi xong rồi, tôi biết ngay, tôi nghe cái tiếng rồi. Xả súng trước rồi, người ta tiếp mà máu còn ít quá anh em ạ. Không thể làm được gì hơn. Rồi, ngon quá. Bây giờ thì đang là Tiểu Linh đây. Tiểu Linh vẫn đang xả súng rất điên cuồng. Nhưng mà có vẻ như là nó không hiệu quả được lắm. Nữ game thủ chúng ta đã có những gọi là sự kỳ thị với khẩu súng này. Nhưng mà hôm nay nhận được lời đề nghị của mình thì Tiểu Linh cũng quyết định là tham gia vào team gọi là team hành danh với khẩu súng Demon. Vâng, team Demon AK-47 này. Phải nói là khẩu súng này rất đẹp luôn. Và phải nói là nếu như mà đắc thì nó bắn theo lối như là kiểu dập đầu ấy. Thì đây là một khẩu súng gãy đầu rất tốt. Ô, đi đâu đây? Ui giời ơi, tôi tưởng kẻ địch cơ, hóa ra là đồng đội. Cái gì đấy? Cái gì? Ôi giời, tuyệt vời. Ôi giời, mạng của mình cứ như mạng của người khác ấy nhỉ. Ôi, tuyệt vời, như vậy là lại lên bảng điểm số mất rồi. Nào, xả súng điên cuồng đi, còn chờ đợi gì nữa. Ui. Trời ơi, vâng, vừa chuyển đến màn hình của Kiều Linh thì ngay lập tức mình đã được hồi sinh rồi. Hay đấy, bắn cái gì vậy không biết nữa. Quá khó hiểu mà. Nào, để xem. Bắn ai. Rồi ôi, như vậy là tình huống mà bị cái mất mạng rồi. Ui, rồi ngon. Còn đâu nữa. Ui, giật cuống quá anh em ạ. Không biết còn ở đâu nữa. Rồi, cứ từ. Ui, đau quá. Ai. Rồi, như vậy là cố gắng chạy rồi, không chạy kịp. Thanh niên TB Win có một tình huống phải gọi truy đuổi rất là gắt gao luôn. Rồi, ok, như vậy là thanh niên Tùng đã là người kết thúc trận đấu với mạng thứ 50. Rất là tuyệt vời luôn. Team bắn Demon AK rất tốt. Và để xem là cái thành tích nào. Ui giời, mình chỉ được cái thành tích đó là 11-9 thôi anh em ạ. Còn lại hai thanh kia quá mạnh mẽ rồi. Rồi,
với những pha gọi là cái ép hàng rất lộ liễu, mình không thể nào đứng top 1 được, chỉ có thể là đứng top 2 thôi anh em ạ. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trận đấu thứ hai, không biết là trận đấu thứ hai này nó sẽ là map nào đây. Mong rằng sẽ là một cái map nào đó nó sáng sủa một tí. 340 mấy người ghép rank mà tại sao lại gần 30 giây rồi vẫn chưa ghép được trận đấu là như nào đây. Úi giời, vừa nói xong rồi, map này gọi là quá tuyệt vời, map này mình rất thích bán anh em ạ. Ôi nhưng mà lại chế độ sinh tử, giá kẻ nó là đấu đội thì có vẻ tuyệt vời không. Rồi không sao, bắn hổ báo luôn, quăng quả bom này. Song Nhi đã vào đấu, HC Fan đã vào đấu, mấy thanh niên này vào chậm thế nhỉ. Mình sang tận đây rồi nào. Từ từ và ngon luôn. Vẫn ở trong đây à, đục luôn. Ui giời ơi, đục chán đục chê, cuối cùng để thanh niên quăng bom. Đục tiếp này. Chúng mình cứ đục thịt được thanh niên nào thì thanh niên đấy cứ bị người khác sơi mất mạng là như nào nhỉ, quá đau buồn này. Rồi ba thanh niên đi ngách luôn. Rồi mấy thanh niên đi ngách. Rồi ngon rồi. Đó, đục vào đây à. Đấy, mấy thanh niên hay thích nấp ở sau cái góc bóc đấy anh em ạ. Ui khổ lao. Ui giời ơi, vâng. Ra làm cái gì ạ? Vâng, phải nói khẩu súng này bắn nó có cái độ liệu mình thấy đắc ấy, đắc bắn thì đắc ghim đầu rất tốt, nhưng mà khẩu súng này thì nó bắn cũng đầu nhưng mà nó bắn theo kiểu gầy ấy, anh em ạ. Nghe rất là sướng luôn. Ui trời ơi, phê loại. Thôi sao rồi, lại lên bảng đến chỗ thanh niên lại nấp ở đây à. Holy shit. Rồi như vậy là một tình huống phi vào ngách của nữ game thủ Kiều Linh của chúng ta đã bị ngăn chặn rồi. Vâng, nữ game thủ đó là thi đấu rất quyết tâm, nhưng mà có vẻ như là hơi lắc lắc lắm. Ta giải thích rồi. Nào, fire in the hole, vào ngách. Ui giời, vâng, thanh niên Dũng MV là sơ hết mạng rồi. Làm gì đây, bom kia rồi. Ôi như vậy là thanh niên TV kẹp ngáo, không biết bắn ở đâu luôn. Đang lúi húi trong ngách tự nhiên lại bị thanh niên TV kẹp ngáo kim mạng, mình thật sự rất bất ngờ. Còn hai thanh niên này không biết là ta làm lên cái điều gì. Vâng, như vậy là sau một tình huống Kiều Linh nằm xuống thì HC Fan nghe tức đã trả thù cho người em gái trong team. Phải nói là rất tuyệt vời. Tỷ số trận đấu bây giờ đang là 4-0 rồi, không có bất cứ một gọi là một chiến thắng nào dành cho bên Liên Minh, có một sự gọi là sự o ép không hề nhẹ ở đây. Ngon, báo thù luôn. Thanh niên này lại vào trong đấy lắm. Đi đâu đây, đi về đâu? Ui rồi, về đâu cũng là thế mà, đi đâu sao không được có chiến thắng, đi đâu cũng là lên bảng lên số thôi. Nào, ui rồi, gì này, 19. Thua rồi, có pha gọi rất ngáo ngơ. Hai đấu hai mà mình còn ít máu quá anh em ạ. Mình đứng đây chẳng thành người đi qua mà. Đấy, có người canh ở kia rồi, an tâm rồi anh em. Thôi xong rồi, dọn rồi. Nào xem trong này có không ạ. Không có. Đâu rồi? Holy shit, anh em đi đâu nhỉ? Không xuất hiện ở đây anh em ạ. Ở đây có không? Không có luôn. Hay là lại đi lấp rồi. Đây rồi. Ui giời ơi. Ra đây làm cái gì? Ui giời ơi, vâng, như vậy là chỉ tin được mạng của Song Nhi thôi. Ngay tức thì mình đã bị khẩu súng sắp răn của thành viên còn lại cho lên bảng số luôn. Máu ít quá, máu ít mà còn hít phải thanh niên cầm sắp răn thì làm sao mà đỡ được. TV kép ngáo đắc kim được mạng của Dũng Henry rồi, tuyệt vời. Như vậy là Tùng lên bảng đến số và mình đã trả thù cho Tùng thành công. Rồi không thể làm được gì hơn.
chỉ còn Kiều Linh thôi. Kiều Linh đang có một tình huống trong ấy. À, bắt đầu di chuyển rồi. Sẽ có một tình huống cân tim hay không đây? Bắn luôn. Vâng, như vậy là không được rồi. Ăn ngay cái headshot đến từ thanh niên Song Nhi. Trên tay là khẩu súng tắc này. Anh có làm video clip không? Vâng, video clip sẽ được up lên vào ngày mai. Và câu trả lời, câu hỏi của bạn sẽ có câu trả lời ngay lập tức. Ái già, ôi giời. Vâng, ngon quá. Ui giời, ái già. Ui giời, ái già. Ngon. Quá tuyệt vời. Nhìn đồng đội cứ như kẻ thù nhỉ. Rồi, tuyệt vời. Và cuối cùng trong trận đấu này, đó chính là một tình huống cận chiến đến từ con Dragon Slayer của thanh niên Ô Tô Phan. Và tuyệt vời, như vậy là đã kết thúc hai cái trận đấu mà team Happy Green quẩy ranh với khẩu súng Demon AK-47. Và anh em thấy sao về những video clip mà bọn mình sẽ làm theo cái lối chơi như là kiểu cả team cầm một khẩu súng để đi đấu ranh? Thì anh em hãy comment ở phía dưới, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để ủng hộ team của Happy Dream cũng như ủng hộ Donate.